Trung xin chào tất cả anh em nha. Đây Trung lên một cái video demo một cái món hàng. Món này thì về ngày hôm qua rồi. Sáng giờ tính quay video sớm anh em xem mà quay không được. Nhà kế bên nó cứ mở nhạc suốt không có, sợ nó dính bản quyền đây. Đây Trung nói về cái món này nha. Món này anh em nếu mà anh em thân thiết thì chắc là biết nguồn gốc nó ở đâu rồi. Con máy cày Kuta B6001E của chia lại của anh Phương Mỹ Yên nhé. Mấy cái món máy cài này thì Trung rất là ít làm. Mấy năm trước, 4-5 năm trở về trước thì Trung làm nhiều. Thời gian sau này thì Trung rất là ít làm cái món máy cài luôn. Lâu lâu anh em ở Mỹ Yên Bến Lức thì có thừa máy hoặc là có chia sẻ thì Trung nhập về một con chơi vậy đấy. Làm demo hoặc là lấy để lấy tương tác cho anh em. Con máy cài này thì Trung cảm thấy hứng thú. Ngày xưa thì làm rất là nhiều cái dòng này luôn. Dòng B6, B5, B6, B7 các kiểu. Riêng cái con này là con B601 nhé nè. B601 mã E là đời một cầu nhé. Video này thì Trung cố gắng nói thật là nhanh, thật là nhiều cái thông tin nằm ở trên đó. Nội dung chính của video này thì giới thiệu với anh em một cái món hàng mới. Và cái nội dung thứ hai là Trung sẽ cố gắng phân biệt cho anh em xem anh em một vài cái điểm khác nhau giữa B6000 và B6001. Còn riêng 5 và dòng 5, 501, dòng 7, 701 thì Trung ít nhắc trong cái video này nhé. Xe một cầu bình thường thôi, không có gì đặc biệt hết. Một con đây, mã B6000 có chữ E là một cầu nhé. Rồi, tên tuổi thông số của nó. Đây, sử dụng động cơ 3 máy D650 nhé anh em, 12 ngựa, vòng tua 2008, vòng tua tối đa 3000 này, 6 số tiếng, 2 số lùi, 3 số xới. Đây, 3 tiếng, 1 lùi, 2 tầng nhanh chậm thì nó tính là 6 đấy. Rồi 3 số xới đây, 1, 0, rồi 2, rồi 0, rồi 3 nhé. Đơn giản lắm, nó y hệt như con B6 thôi. Một vài cái điểm khác mà Trung muốn nói trên video này thì con B601 đời sau nên cái cabo của nó thì nó làm ốp áo yếm nhìn nó đẹp hơn một tí. Cấu hình bánh vỏ thì cũng như nhau thôi. 714, 714 rồi 500-9 gì đấy, 400-9 gì phía trước đây. Ngoài ra bằng những cái chi tiết linh tinh bên ngoài thì nó khác á. Ví dụ như cái bô này, bô của B601 thì nó nằm bên trái, còn bên B7000 thì nó nằm bên phải nhé. Cái lọc thì nó làm ngược lại. Đây. Quá trời mở nhạc om sòm luôn, không biết có dính bản quyền không đó. Đang sử dụng động cơ là D650 nhé nè. Kuta thì cái cách ký hiệu của nó thì sẵn đây Trung nhắc luôn. Cái ký hiệu của nó thì nó rất là đơn giản luôn. Ví dụ như R là 1 này, Z là 2 máy này. B6000 nó sử dụng động cơ Z600 như đấy, 577cc đấy. Riêng cái con này thì nó sử dụng động cơ D, mã D là 3 máy này. D là 3 máy, D650 là 0.65 lít đấy, 650cc đấy. Mình tính theo lít cũng được là 0.65 đấy. Rồi mà ví dụ như Kuta máy 4 thì nó sẽ tích ký hiệu là V, rồi máy 5 là F, máy 6 là chữ S nhá, SC đấy. Đấy. Sẵn có nói chung nói luôn một vài cái chi tiết linh tinh về cái hiệu của Kuta này. Con này thì nó chưa hoàn chỉnh, một vài chi tiết chưa hoàn chỉnh. Ví dụ như ổ khóa nó chưa làm lại chia này. Mở ra để thử đề, sáng thử đề chạy một vòng chơi cho vui rồi. Đây, sử dụng động cơ 3 xi lanh nhá. Đây anh em nhìn thấy này, 3 máy. Còn ngoài ra thì nó ít cái chi tiết khác, lọc gió nó dòi ra ngoài luôn. Con này thì khá là tươm tắt nhá nè. Nhìn thấy nó khá là tươm tắt luôn ấy. Đây, anh em nhìn này. Ôi tối quá. Đùi các thứ xanh lét hết nhá, hộp số xanh hết nhá. Rồi cái điểm khác thứ nhất là cái động cơ. Động cơ, điểm khác thứ hai của cái con B601 nó hay hơn cái con B6000 ở chỗ này này. Đây cái dàn đùi nó anh em thấy này. Để cố gắng anh em quay rõ lấy nét. Con này chưa rửa chưa vệ sinh. Điểm thứ hai là cái dàn đùi của nó là đùi nắp gan gánh ra rất là xa bên ngoài luôn nhé nè. Nó rất là rộng, rất là xa bên ngoài nên cái độ cứng vững của cái đùi nó rất là cao. Dù là nhông đùi nó không có tăng thêm được bao nhiêu hết, nhưng so với con B6, nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó gánh, thay vì con B6000 nằm trong đây này mà nắp là nắp nhôm nhá. Nắp nhôm nên anh em thường thường đóng cái dàn cổng mà nặng nặng một tí nó dễ, rất là dễ tách đùi nhá. Con này thì nguyên bản hết, anh em thấy này, xanh lét hết nhá, rất là đẹp luôn. Rơm rạ các thứ nó còn dính nguyên trong đây, chưa có vệ sinh, chưa rửa. Phốt là không có một tí nhớt nhau gì hết nhá. Vỏ đùi là vỏ gan. Đây nó khác nhau chỗ đấy đấy. Cái đó là điểm thứ hai nhá. Điểm thứ hai là chỗ của vỏ đùi. Cái điểm khác thứ ba, đây anh em thấy đây, nó sử dụng một cái hộp truyền đảo ngược ở dưới ngược trở lên. Ở đây có một cái cặp nhông đảo ngược lên, sử dụng cơ sới 35 ly 6 rãnh tiêu chuẩn máy cài. Cơ BTO là cơ nghịch nhá anh em.
của B6000 Lơ là một là nghịch. Nó giống như 99,9% các loại máy cày trên thị trường, dù cái con lớn cỡ nào đi nữa thì nó vẫn sử dụng 35 ly 6 rảnh tua nghịch hết nhé. Nghịch với tua với động cơ nhé. Riêng cái con B6000, cái con B6000 thì nó lại không sử dụng cốc 35 ly mà sử dụng cốc ở dưới đây này. Nó sử dụng cốc 25 ly, 11, 12 rảnh, 13 rảnh gì đấy. Thì nó lại đồng tua máy. Đó là điểm khác. Cái điểm hay hơn ở cái B6001 là nó đã lên cái tiêu chuẩn chung rồi. Nên anh em rất là dễ xài, rất là dễ xài. Cứ bấm cắt đăng vào là xài thôi. Đó là điểm thứ 3 nhé. Điểm khác thứ 3 giữa cái con B6 và B601. Trung nhắc lại mấy cái điểm khác này. Điểm khác đầu tiên là cái dàn áo nó đẹp hơn một tí, dàn áo ốp nó đẹp hơn một tí. Cái điểm khác thứ hai là nó lên động cơ tới 3 xi lanh rồi, công suất nó tăng thêm được một ngựa, êm ái hơn rất là nhiều nhé, so với hai máy nổ kiểu tổng từng tiếng đấy. Cái điểm khác thứ ba là cái đùi nó đã lên vỏ đùi gan bọc ra rất là xa bên ngoài nó gánh cốt, nên cái độ cứng vững của nó và cái độ bền của nó sẽ cao hơn so với con B6 nắp vỏ nhôm nằm sát ở trong. Cái điểm khác thứ tư là cái cơ sới nó lên cái cơ sới 35 ly đúng theo tiêu chuẩn luôn, không có bị tình trạng là sử dụng cơ cái cắt đăng riêng, loại này sử dụng chung hết nhé. Rồi mấy cái chi tiết linh tinh là ví dụ như bệ bước nó to hơn này, thay vì con B6 nó bắt chỗ này, bệ bước nó to hơn, nó nối một miếng nối dè chỗ này để cho mình ngồi cái tư thế duỗi chân nó khỏe hơn này. Rồi đơn giản như vậy thôi. Trung cố gắng nói thật là nhanh về cái con máy cày này. Rồi con máy cày hàng bãi mới về, chỉ có đầu không có đuôi, một cầu bình thường. Một cầu thì không thể ăn được hai cầu rồi, nhưng mà hai cầu thì nó không có mạnh hơn đâu. Nó không mạnh hơn về công suất, nhưng mà nó mạnh hơn ở cái khả năng vượt dốc nhé. Nó mạnh hơn khả năng vượt dốc, ít nhất nó cũng có được cái bánh trước là 512. Nó bươi phụ, nó kéo phụ thì nó sẽ chắc chắn lực kéo nó sẽ lớn hơn. Nhưng mà giá thành của nó thì nó cũng gấp rưỡi gấp đôi luôn. Còn con một cầu thì nó có một cái ưu điểm mà ngày trước Trung có dùng qua 5.000 rồi này, 6.000 rồi này, 7.000 này, 7.000 lá một là Trung dùng hết rồi, dùng ở nhà để kéo mót đấy. Thời điểm nhiều chục năm trước thì Trung vẫn chạy máy cày bình thường nhé. Thì nó có một cái ưu điểm của cái con một cầu là nó lanh khi mà xoay trở rất là nhanh nhẹn luôn. Còn cái con hai cầu lái nó không có xoay trở, không có nhanh bằng. Đó là cái vấn đề, nó có cái ưu điểm duy nhất cho đó thôi. Tất cả nói chung là không có được cái bánh kéo phía trước thì nó sẽ không mạnh bằng đâu, lực kéo nó không lớn bằng đâu. Nó chỉ được cái ưu điểm là nó nhanh và vô lăng nó rất là nhẹ thôi. Đấy, vô lăng nó nhẹ nhàng. Cái ghế này bị lai thì không đúng nhé. Lấy này, ghế này ghế có máy cắt Isuzu nhé, máy cấy Isuzu nhé. Cái ghế này anh em lắp đại vào để đăng kiểm đây. Đây của cái máy cấy Isuzu này để lắp cho có để đăng kiểm thôi. Anh em đây là tem mới đăng kiểm cạo xong này, số seri này. Rồi Trung nói thật là nhanh về cái vấn đề cái con động cơ này, con máy cày này. Anh em xem có hứng thú, có quan tâm, có nhu cầu cần một con máy cày ngồi lái được, cái giá nó còn đôi lúc nó còn rẻ hơn cả cái con máy cày càng mà người dắt tay nữa. Một cầu thì một cầu, nhưng mà ngõ nào ngồi lái thì nó vẫn cảm giác nó khỏe hơn là đứng lái nhiều, mà đi bộ lái nhiều. Tư thế rất là thoải mái nha, thoải mái rất là nhiều so với cái con B6000 luôn nhé. Đây, gác chân nó duỗi ra này, nó xa, nó đủ tầm xa ngồi, nó rất là thoáng nhé. Rồi bánh kính hậu cũng còn đầy đủ các chi tiết, buông lọc gió đẹp hết. Một vài chi tiết như ổ khóa các thứ thì Trung sẽ làm lại cho nó tươm tất hơn. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì anh em alo nhé.